Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hồng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback, bản cao nhất, số tự động. Thì hôm nay em xin phép cập nhật đến chị chính sách giá của i10 thời điểm tháng 9 2023. Thì i10 bán chạy phổ biến nhất cũng là phiên bản này cho khách hàng sử dụng xe gia đình và du lịch. Thì với mức giá niêm yết đó là 435 triệu thì hiện tại hãng em đang giảm cho khách hàng đó là khoảng 27 triệu vào giá bán của xe. Thì xe này bây giờ bên em bán ra là 408 triệu. Với mức giá này thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng đó là 434 đến 435 triệu. Và quà tặng cho quý khách hàng trong tháng 9 này đó là phim kích nhiệt 3M, bên em dán tất cả kính của xe, bảo hành 15, trải sàn da, rồi đến bọc vô lăng. Và khi mà anh chị trả thẳng thì bên em có tặng một năm bảo hiểm thân vỏ, gọi là một năm bảo hiểm thân vỏ, một năm bảo hiểm vật chất đấy ạ, một năm bảo hiểm vật chất cho quý khách hàng. Thì cái bảo hiểm này sẽ bảo hiểm là bảo hiểm xe, tránh được hỗ trợ cho khách hàng khi xước sát này, thủy kích này, gặp nước này, rồi cháy nổ vân vân. Thì mức giá là 434 triệu thì giá xe cũng đang được giảm rất nhiều so với thời điểm các tháng trước của năm 2023. Và tháng này thì bên em có hỗ trợ cho khách hàng đó là chính sách trả góp lên tới 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm, và cái ngân hàng có hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đó là ngân hàng VIB, ngân hàng Tiên Phong Bank, ngân hàng VBank, ngân hàng PG Bank và ngân hàng Vietcombank. Thì i10 sẽ có những cái công nghệ nổi bật gì thì em cùng anh chị điểm qua một chút. Ở đây chúng ta sẽ có đó là hệ thống la răng 15 inch này, kèm trang bị cảm biến áp suất lốp, công nghệ phanh thì sẽ có công nghệ phanh ABS này, hỗ trợ cân bằng điện tử này, rồi thì hỗ trợ hởi ngang dốc, kèm theo công nghệ đó là hỗ trợ ổn định thân xe khi vào cua. Trên đầu xe thì sẽ có đèn LED định vị ban ngày kiểu dáng boomerang, rồi hệ thống đèn chiếu xa chiếu gần đó là đèn halogen phản xạ đa hướng, thì giúp cho cái ánh sáng của xe được phản xạ rộng hơn. Đó, hệ thống đèn bi là đèn hệ thống đèn gầm đó là đèn bi kiểu chiếu projector, thì cái kiểu chiếu này giúp cho ánh sáng được hội tụ và giúp cho xe anh chị phá xương rất là tốt. Gương xe thì được tích hợp đó là công nghệ chỉnh điện và gập điện tích hợp tính năng sấy gương. Đó. Tay nắm cửa của xe thì được mạ chrome tích hợp nút bấm mở khóa rất là tiện lợi. Phần đuôi xe thì được trang bị đó là camera lùi này, rồi có hai cảm biến lùi giúp anh chị có thể lùi và hỗ trợ độ xe được tốt hơn. Đó, đây là cái mức tiêu hao nhiên liệu của i10 với đường ngoài đô thị, đường cao tốc ấy, thì rơi khoảng 5 lít này, đường kết hợp khoảng 6 lít và đường trong đô thị khoảng 7,6 lít. Thì với một mức tiêu nhiên liệu thì em thấy là cực kỳ là phù hợp cho một chiếc xe hạng A. Đến với phần nội thất bên trong thì chúng ta sẽ có các cái tông màu nội thất như là màu đen, đen chỉ đỏ và màu trần nó màu xám sáng. Thì trên chiếc vô lăng 4 chấu này chúng ta sẽ có công nghệ đó là đàm thoại dành tay, tăng giảm âm lượng, rồi chế độ chuyển kênh Bluetooth AM FM và có hệ thống ga tự động cruise control. Đấy. Trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này với kích thước đó là 8 inch thì sẽ có kết nối Bluetooth này, Apple CarPlay, Android Auto, sẽ có cái Navitel của Hyundai tích hợp bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai phát triển cho thị trường Việt Nam. Thì trên cái bản đồ này thì sẽ có tích hợp cảnh báo tốc độ và có những cái biển báo giúp cho khách hàng là tránh được, hạn chế được những cái trường hợp vi phạm luật giao thông cho khách hàng. Đấy. Ghế của i10 thì được trang bị đó là ghế da và có bọc viền chỉ đỏ rất là thể thao và cá tính. Cần số của xe cũng được bọc da và có mạ nhựa bóng. Đấy, mạ bóng rất là đẹp. Đến với phần hàng ghế thứ hai thì i10 có một cái hàng ghế thứ hai rất là rộng. Đấy, có một cái độ ngả lưng ghế tốt, kèm theo hệ thống cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đấy, giúp xe làm mát nhanh hơn và có cổng sạc tích hợp để cho
xe, ngồi đằng cái khách hàng ngồi sau sẽ có thuận lợi hơn cho việc giải trí cũng như là sử dụng những cái thiết bị số để làm việc. Đấy. Loa cũng được trang bị cho các cánh cửa của hai hàng ghế. Thì tổng quan thì i10 với mức giá lăn bánh cực kỳ là tốt và được tặng phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ, thì anh chị quan tâm thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Thì em xin cảm ơn quý khách hàng đã xem video, xin quý hàng cho em một like, đăng ký kênh và góp ý dưới phần bình luận để hoàn thiện video tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ.